Cháu có một câu hỏi là làm thế nào để các bác có thể nắm được những cái thông tin hay là những cái vấn đề của trẻ em một cách kịp thời và hiệu quả ạ? Cái cơ chế để nắm bắt thông tin từ các em là hiện nay chúng ta rất là đa dạng rồi. Tất cả các em khi sinh hoạt trong nhà trường đều có tổ chức đội, và thông qua các chi đội, thông qua liên đội của mình, rồi thông qua các anh chị tổng phụ trách đội, đó là một cái kênh gần gũi, tiếp xúc hàng ngày với chúng ta. Thì đó là cái kênh hiệu quả nhất. Thế còn về nhà thì có bố mẹ, đúng không? Ngoài ra nữa thì hiện nay chúng ta còn có nhiều kênh có thể tham gia trên tổng đài 111 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội này. Một cái vấn đề mà đề nghị các em hết sức quan tâm đó là gì? Phải thực hiện được cái quyền nói của mình về những vấn đề liên quan đến quyền của mình. Con có câu hỏi là đoàn thanh niên có hình thức nào để ghi nhận lại ý kiến, tiếng nói của trẻ em về các vấn đề tại địa phương ạ? Thì theo luật trẻ em năm 2016 có quy định rất là rõ là Trung ương đoàn là cơ quan đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em. Trung ương đoàn cũng đã phối hợp cùng với lại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai chính thức cả các cấp bộ đoàn đội trong cả nước rất là nhiều cái mô hình để làm sao có thể kịp thời lắng nghe tiếng nói nguyện vọng của trẻ em. Có thể kể ra đây một số cái mô hình câu lạc bộ quyền trẻ em tại các trường, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, hội đồng trẻ em ở một số tỉnh thành. Tổ chức đoàn sẽ là một người tiếp tục đồng hành cùng với các em trong việc hiện thực hóa những cái ý tưởng, đề xuất cũng như giúp cho các em gửi tiếng nói nguyện vọng của mình đến với các bộ ngành. Con biết bây giờ trong nước mình đã có rất là nhiều cái mô hình dạy học bơi miễn phí cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà cái mô hình này thì nó vẫn chưa có được phổ biến lắm. Có rất là nhiều bạn vẫn còn gặp những cái tai nạn đuối nước rất là đáng thương. Thì con không có biết là các cô, các bác có cái phương pháp nào để có thể giúp chúng con giải quyết vấn đề này. Dạ, con xin cảm ơn. Hiện nay thì mô hình về học bơi, dạy bơi an toàn đã được triển khai rất hiệu quả ở rất nhiều tỉnh thành phố ở trong cả nước. Ví dụ như Hà Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa, Sóc Trăng, rất nhiều tỉnh. Các em có thể là đăng ký để đến các lớp học bơi như vậy. Và chúng tôi cũng đang là nghiên cứu để làm sao mà có những cái chính sách hỗ trợ cho trẻ em, các gia đình nghèo, ở các xã đặc biệt khó khăn để mà có thể được tham gia các lớp học bơi miễn phí để góp phần về giảm tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tử vong do đuối nước trong thời gian vừa qua. Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dành rất nhiều thời gian nói chuyện, chia sẻ những tình cảm của mình đối với trẻ em và phát biểu ý kiến chỉ đạo, định hướng các bộ ngành triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của trẻ em, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Bởi theo Phó Thủ tướng, trẻ em không chỉ là tương lai mà các em còn là hiện tại. Các em là những công dân nhỏ tuổi nên cần được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các quyền của trẻ em. Những vấn đề các cháu nêu ấy, thì bác cho rằng là những vấn đề đó là hoàn toàn có tính thời sự. Các cháu như một cái sự phản ánh trong sáng nhất ấy, thì phản ánh lại để các bác, các cô chú sẽ theo cái trách nhiệm của mình ở trên từng cương vị thì sẽ cố gắng để lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thu các cháu. Để tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tôi thiết tha đề nghị các bộ ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục lắng nghe thêm, xem xét và đáp ứng ý kiến nguyện vọng phù hợp của trẻ em, tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố, gia đình, nhà trường và xã hội để dành tình cảm, những gì tốt nhất cho trẻ em, làm sao giữ gìn được cái môi trường, cái tế bào của xã hội luôn là một cái môi trường hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Trẻ em tham gia diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 7 đã trao thông điệp của diễn đàn đến tay các bác lãnh đạo nhà nước và các bộ ngành. Những ý kiến, mong muốn, nguyện vọng của trẻ em khắp mọi miền đất nước sẽ được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, đánh giá, thực hiện để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của trẻ em, để các quyền của trẻ em được đảm bảo, để trẻ em được sống và phát triển trong một môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh.